chính em bảo này. Bên này có quả không, không có quả hơn nhá. À, thì mọi người à, mình vừa bảo anh Dính là không bỏ cây đi được, nhưng mà do nãy là đá gạt ở bên kia xuống mọi người ạ, thì nó đổ hết cả dàn đá này luôn. Nắng Cao Nguyên xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Hiện tại Nắng Cao Nguyên đang có mặt tại xưởng gạch ở bên chỗ chú Lâm mọi người ạ. Thì ngày hôm nay thì mình vào trong này để mượn cái dây xích này để đi vào trong xã Cán Chu Phìn, thôn Cán Lủng để vận chuyển máy nghiền đá đi vào trong cái bãi mới mọi người ạ. Vâng, thế chú Lâm ơi, cháu cảm ơn chú nhé. Vâng, để cháu mượn tí xong là chiều mang ra. Vâng, ok mọi người, thôi bây giờ mình sẽ đi vào trong thôn thôi. Ủa nặng thế cái này ấy. Ui ui. Ôi mọi người, vừa nãy mình mượn cái dây xích kia khả năng là không đủ được, nên là hôm nay lên chỗ gara ô tô này để mượn tiếp mọi người. Mượn thêm một cái dây dù nữa. Cái máy xúc này bị làm sao đây em? À, của nhà thôi gì? À, máy loại nhỏ, máy 50 ấy nhỉ? 75 à? Ừ. Cái chỗ này là chỗ sửa xe ô tô của em Hùng, mà cái lần đầu tiên mà mình thuê cái máy cẩu mà chở cái máy hàm nhai vào ấy. Đấy. Nên là ra mượn, không thì nói chung là mình cứ mượn đầy đủ để cẩu cho nó an toàn. Hôm nay trời cũng mưa nữa. Ngày hôm nay chủ nhật thì sẽ chỉ cẩu máy xuống thôi mọi người ạ. Còn ngày mai sẽ bắt đầu tiếp tục làm việc. Đấy, vì là ngày hôm qua cũng mưa rất là to, mưa cực lớn luôn, nên là anh em mình có nghỉ một hôm. Đấy, chủ nhật thì cố gắng sẽ cẩu máy vào trước. Sau khi cẩu máy vào xong thì sáng mai tiếp tục là nghiền hết cái chỗ đá ở cái đoạn chỗ nhà cô Mỹ đi, chỗ nhà chị Mỹ đi. Đấy, xong là chiều ngày hôm nay nếu mà tại mưa thì ở bên đơn vị thi công thì họ sẽ khoan cái đoạn cua kia ra, xong là để chuẩn bị tiến hành là dùng kíp mìn nổ. Không thấy hả em? Con đang à. À đây. Ừ. Em cho anh mượn một tí nhá. Đây, thêm cái dây này. Ừ, anh cảm ơn nhá. Ừ, anh mượn tí nữa anh mang về luôn nhá. Ok, mượn thêm cái dây dù này nữa mọi người ạ. Đây, hôm nay trời mưa nên anh em mình sẽ cố gắng cẩu. Rồi mọi người, anh em mình vừa vào đến đầu của thôn Cán Lủng xong, bây giờ sẽ chuyển cái dây xích này đi ấy. Có đi được không? Đưa cái dây này anh cầm cho. Để em giữ cái đấy. Đấy, bây giờ sẽ chuyển dây xích xuống, nhưng mà trời mưa quá là bây giờ đi sợ nó không an toàn mọi người. Thôi cứ đi vào trong này đã xem thế nào đã. Rồi bắt đầu là tính tiếp. Đấy. Vì cái trời mưa này xe máy xúc đi đá nó trơn nó lăn đấy mọi người. Rất là nguy hiểm luôn. Ơi đi đâu này anh Lùng? Sửa điện thoại á? Điện thoại bị làm sao? Hỏng. Bị hỏng rồi á? Ừ. À thế à? Mưa thế này. Thế anh ra huyện à? Ừ. Ừ, thôi đi thôi. Ở ngoài kia không mưa mấy đâu. Không lấy xe xuống à? Hả? Thôi đi bộ thôi, đường này trơn lắm. À, hôm trước thì bên chỗ anh Hợp đã chở được này. 1, 2, 3, 4 xe mọi người ạ. 4 xe bột đá là lên trên này. Đấy, bắt đầu là ở dưới kia là còn một nửa xe thôi. Thì sẽ đặt ở dưới luôn. Bây giờ chủ yếu là xuống phải cẩu được cái máy đã thì bắt đầu mới làm việc được tiếp mọi người. À, Nắng Cao Nguyên cũng xin tâm sự một chút với mọi người về cái máy. Thì cũng có quý vị khán giả comment ở trên bình luận ở trên YouTube thì cũng bảo là tại làm sao là cho dừng máy thì
mà để bà con làm tay ấy thì nắng cao nguyên cũng như này. Thì bây giờ là phải chuyển máy xuống dưới được đã, thì bắt đầu máy mới làm được. Thì hôm nay là bắt đầu là máy xúc với ngược từ ở dưới chỗ tổ 1 đi lên thì bắt đầu mới chuyển, chứ còn sức người thì chuyển cái máy thì cực khó luôn. Có thể vẫn vẫn chuyển được nhưng mà thôi, có máy thì tội gì chúng ta dùng sức người đúng không mọi người? Đấy. Bây giờ đường xá đi lại thì chỗ này đây thì mình nghiền bột đá mấy nữa trở lên là cũng để vào một chút chỗ này này. Vì hôm trước là bây giờ mưa nó xói hết đi, xong rồi bây giờ phải có đá. Mưa rất to mọi người. Chủ nhật thì bà con nghỉ hết. Ở chợ thì mấy hôm nay là cũng dừng hết hoạt động rồi, ở chợ huyện ấy. Nên là bà con không tập trung đông người. Đấy, máy xúc là múc là lên đến chỗ cái lán của anh em rồi. Bây giờ chúng ta đi xuống. À, còn một việc nữa đó chính là đang bảo Nắng Cao Nguyên mua xe thì Nắng Cao Nguyên cũng nghiên cứu cũng rất là kỹ rồi mọi người ạ. Thì Nắng Cao Nguyên quyết định là sẽ không mua công nông nữa. Vì là bây giờ nếu mà công nông ấy ở trên huyện Mèo Vạc, đúng là nói chung cả nước là cấm mà ở huyện Mèo Vạc cũng cấm, mà công nông chỉ hoạt động được ở trong cái thôn thôi. Mà mấy hôm nữa thì cũng cần phải ví dụ như kiểu là chở nước niếc về để làm đường này. Thì mình quyết định là sẽ đi tìm một cái xe tải gọi là 2 tấn, 2 cầu. Đấy, nó cũng phù hợp với cái đường ở trên chỗ này rồi. Đường ở đây cái xe 7 tấn còn vào được mà mọi người. Nên là mua cái xe đó thì mai sau ví dụ như kiểu là chở vật liệu từ ngoài huyện vào thì mình đỡ mất bao nhiêu tiền cước. Mỗi một lần từ huyện vào đây là mất 500.000 tiền cước rồi. Đấy. Mà hơn nữa là bây giờ mình có mua mua cái xe kia thì nó cũng ngang với mua một cái ngực công nông mới mọi người ạ. Cái xe 2 tấn 2 cầu kia thì mình xem thì nó cũng khoảng tầm 100 triệu thôi. 100 đến 130 triệu là được một cái là đi đi tốt rồi ấy. Thì mai xong còn chở gạo ghiếc cho bà con này. Đấy, nói chung là chở vật liệu nó dễ. Mình thì cũng chỉ mua cái xe nói chung là nó nhỏ một chút để nó cơ động. Chứ còn nếu mà to quá thì đi vào trong đường thôn thì gần như là rất là khó. Đấy. Thế nên là chắc là sau đợt dịch này thì mới mua được. Bây giờ tạm thời thì sẽ thuê xe của anh Hợp đây chở đá như ở giải đá 46 vào những cái cung đường như thế này chẳng hạn. Đấy. Để làm sao mà nó cái nền đường nó chắc nhất. Máy thì hai hôm nay nằm im một chỗ. Căn bản ở trên này hết đá mọi người. Đá thì ở hết đoạn cua ở dưới. Bây giờ bà con vận chuyển đá ngược từ dưới lên rất là vất vả luôn. Nên là sẽ chuyển sâu xuống dưới để theo bà con vận chuyển đá theo cái chiều dốc, là chỉ cần xe rùa đẩy nó cũng đỡ. Đây bột đá này cũng chuyển hết còn một tẹo nữa. Còn cái máy này quý vị khán giả cũng comment rất là nhiều nên mua hay không thì Nắng Cao Nguyên cũng xin giải thích như thế này. Mình thì cũng đã đi hỏi tất cả cái chỗ mà đóng máy rồi. Đấy, đặc biệt như cái máy hàm nhai hay máy này thì nó cũng tương đương nhau thôi. Đấy. Thì như đóng một cái máy này mới là nó rơi khoảng tầm là gần 80 triệu này. Một mới cứng luôn đấy mọi người ạ. Mà đấy là mới không không phải là dạng mới cứng, đấy là đóng lại chứ còn để mà mua mới nó rất là đắt, nó hơn 100 triệu thôi. Có nghĩa là đóng lại này, nhưng mà xe cái máy của anh Hợp thì qua quá trình mà hoạt động ấy thì mình cảm thấy là cái máy chạy rất là tốt, nó chỉ hỏng mỗi cái ấy ở đây cái ga cần gạt ở chỗ này để bắt đầu nổ máy ấy. Thì bên chỗ này anh Hợp thì sẽ bảo là sẽ sửa lại. Nhưng mình vẫn chưa chưa mặc cả giá. Chúng mình vẫn chưa làm giá với bên chỗ anh Hợp vì cũng phải đợi nữa để xem như thế nào, một cứ một thời gian nữa nếu bảo mua ấy, thì chắc chắc là sẽ phải mua thôi vì cái số lượng công việc nó làm rất là nhiều, không phải nguyên thung lũng Cán Lủng đâu mà còn các thôn khác nữa. Đấy, làm xong tuyến đường này nghiền mấy nghìn khối bột đá, xong bắt đầu quay ra làm hồ treo cũng phải mấy nghìn khối nữa. Đấy. Xong là bắt đầu làm nhà làm cửa cho bà con nữa thì cái máy này mới đạt được cái công suất lớn như vậy. Chứ còn chơi cái máy nhỏ như ở dưới thôn chỉ gọi là nghiền để đóng gạch thôi mọi người. Như theo theo cái quan điểm cá nhân của mình ấy, rồi qua quá trình hoạt động thì mình thấy cái máy rất là hợp lý. Nói chung là sẽ bàn bạc lại với anh Hợp để làm sao là cũng bảo anh Hợp giúp đỡ bà con một chút để cái máy
mua mua được cái máy này thì tốt thật mọi người ạ. Cái máy nổ này nhìn cũ thế thôi, sửa nốt cái kia thì nổ ngon lắm. Cái máy này cực khỏe, máy 30 mà. Đây cái máy đầu máy này có 24 thôi mọi người nhé. Cái máy này 24 thôi. Cái máy này cũng hoạt động tốt, ngon. Đấy, chẳng qua là mấy hôm đầu anh em mình chưa biết dùng ấy. Chưa biết dùng nên là nó có gặp một chút trục trặc. Nhưng mà sau khi mà biết dùng rồi, đấy, tra dầu mỡ thường xuyên là hoạt động cực kỳ tốt luôn. Thiếu hai con quái thú này đúng thật thì cái tuyến đường này không thể làm nổi. Mà bây giờ mọi người tính xem bây giờ là vào mùa mưa nữa nên là mình cũng biết là phải làm cái từng đoạn một, phải làm cái chỗ dự trữ nước ấy. Nhưng mà khả năng là cái đoạn này là không từ đoạn trên dưới xuống làn trải này không được, vì là nó toàn là những cái chỗ đá rồi, mình đã đi khảo sát rồi, không thể múc được để xuống làm một cái chỗ bể giống như kiểu ở dưới xưởng gạch ấy. Thế nên là bắt buộc là phải cái đoạn ở trên này ấy, thì nếu mà mua cái máy cái xe tải xe ben ấy, hai khối kia, thì mình có thể sang bên cái chỗ hồ treo mà hôm trước mọi người đã từng xem là lúc em Dũng đi quay ấy, là đi lấy nước ấy, là sang đấy lấy nước về đây để làm đường đấy. Như thế thì nó cũng được. Thùng nếu mà cái xe hai khối kia, mình dự kiến là nếu mà mua cái thùng nhựa đặt lên nó cũng được khoảng 3 khối nước. Mỗi lần 3 khối nước thì mỗi ngày khoảng tầm 3-4 xe đấy là đủ để làm cái tuyến đường. Đấy, mỗi ngày mình đang tính ấy, mỗi ngày nó có rơi khoảng tầm 3-4, 12, 12 khối là cũng gọi là tạm ổn thôi. Đấy. Đấy, máy múc thì đã lên pit trên này rồi. Cái tuyến đường này thì bây giờ đang vướng cái hòn đá này. Đó, máy bây giờ đang chuẩn bị lên để cẩu luôn mọi người. Nhưng bà con bây giờ hiện tại vẫn chưa thấy đâu, hôm nay chủ nhật. Này, cái đoạn này cũng giải đá hết này. Giải sạch đá 46 luôn. Nói chung là mình cũng đã tìm được cái bãi mới. Sau khi mà sát nghiền bột đá ở dưới này, cái số lượng nghiền bột đá ở đây nó phải vài trăm khối đấy mọi người. Cũng khoảng 200-300 khối đấy, không phải ít đâu. Mình nắng cao nguyên sợ còn hơn đấy. Thì lượng đá ở bên mé Tả Ly, ở bên Tả Ly Dương ấy, ở dưới đoạn chỗ nhà chị Mỹ kia rất là nhiều đá. Đấy, máy bây giờ đang dọn lại cái bãi ở dưới để tí nữa cẩu máy về. Ok, chúng ta bắt đầu đi nhé. Đây này. Ngày hôm nay thì khoan cái đoạn ở trên trước, xong bắt đầu là mở rộng cái đoạn này ra. Cái đoạn này không mở rộng không được. Đấy, cái khối lượng đá riêng cái chỗ này, cái chiều dốc trên này sẽ lấy hết đi để cho nó bằng dưới đoạn dưới để cái chiều dốc nó đỡ dốc. Như mình cũng nói rất là nhiều rồi là ở đoạn này là đá nó so với cái mặt đường cũ nó phải trên khoảng 1 mét rồi. Đây, trưởng thôn đã lên, đứng từ xa xa. Đây, còn đoạn này nữa mọi người. Đây, đoạn này thì ở dưới nó đã là nền đá, những cái cục đá rất là to. Đấy, cái đoạn. Thì ở chỗ này mình bảo bà con xếp tạm đây. Thì ngay ở cái đoạn trên này là phải dùng dọ đá này mọi người này. Đấy, làm dọ đá dọc ra bên kia thì mới được. Thì mở rộng ra cái đoạn cua này cũng khá là rộng. Mở vào đoạn trên 2 mét nữa. Đấy, thế là giải quyết các đoạn cua thì... Hợp đồng với bên chỗ anh Hợp ấy là cái tuyến đường này là yêu cầu là mình cũng xin nói lại lần nữa là lúc đầu là mở rộng mặt đường là sẽ là 3 mét và tất cả các đoạn cua là phải xe 7 tấn là đi được. Đấy, và thêm cái nữa là có hệ thống cống rãnh nhưng mà hiện tại sẽ không làm nữa mọi người ạ. Vì ở đây nó toàn đá với lại là cái lượng mưa nó không nhiều, nó không lớn. Bây giờ mà làm cống rãnh thì đất đai nó trôi hết xuống, nó cũng bị tắc rồi, mình đi cũng rất là nhiều nơi rồi. Mà hơn nữa bảo là sỏi mưa sói mòn bê tông thì không có đâu mọi người ạ. Đấy. Nhưng mà sẽ làm mặt đường cách cái chỗ bờ Tả Ly Dương này ra khoảng 20-30 phân. Ở bên này cũng phải cách ra vào vì là ở chỗ bên này toàn là kẻ đá đất đá mượn hết. Nó cũng là nền cứng từ ngày xưa rồi, nó không thể sụt lún nữa đâu. Nhưng mà mình cứ phải cẩn thận. Ôi, chào trưởng thôn nhá. Đấy. Đây, chỗ này hôm trước bà con là đắp hết đá lên trên này để lấy mặt bằng đây. Đấy, nghiền hết chỗ này không đơn giản nhé.
Ừ. Bây giờ Xính đánh máy lên à Xính? À mở cái cua xong cái cẩu máy về cái gì? Ờ. Xong là máy cẩu về sao máy đi luôn xong rồi đạp đây thì nó không có đường máy đi ra ngoài. Ờ ờ. Ra châu đổ là đạp máy xong là không có chỗ về rồi. Đặt máy á? Thế thì cho máy làm thôi bà con, thế thì bà con mình phải nghỉ hai ngày hôm nay với ngày mai. Ừ. Vì là bây giờ đi làm bây giờ phải phụ thuộc vào bây giờ máy cho làm hết thông hết đoạn trên đã. Vì ở chỗ này bà con mình bây giờ cũng dọn hết đoạn trên rồi, bây giờ mà dọn đá cũng chỉ đi dọn đá kê vào đây, bây giờ mình kê dồn hết một đống vào đây thì cái máy mà không nghiền kịp là nó bị tắc đường. Không ạ? Thì cứ cho máy thông đoạn trên với lại cái đoạn cua kia đã. Thì bắt đầu cẩu xuống. À thế thì khả năng là xe Huân ơi, em mượn xe của Xính xong lên trên kia chở cái xích với lại cái ấy xuống đây. Chở cái xích với cái dây dù ấy xuống đây xong cất ở dưới cái lán này để chở trong này không là mất ấy. Thế ngày hôm nay có phá xong kia không em? Buổi chiều là cẩu máy rồi ấy gì? À, thế thì ngon. Thì anh tưởng là phải làm mất một ngày. Thế buổi chiều mới cẩu máy thì hôm nay cho máy phá đi thôi. Đây em ơi, mấy anh em xuống hộ anh bỏ cái này ra ấy. Từ đây toàn can không nhỉ? Em chưa kiểm tra không biết là có can nào có. Ủa, can đầy. Thôi xách hết can lên trên này đi. Vâng, bỏ cái xe luôn. Can dầu. Đấy, để hết lên trên này. Úi dồi, trơn. Đây em ơi, em xách hết lên trên để lên trên cho anh. Đấy. Đây, chào thanh niên, đi đâu này em? Mặc đẹp thế. Đi chơi à? Thế thì Công ơi, thế chiều anh em mình chuyển máy nhé. Chiều với gọi bà con lên. Chiều á? Ừ. Nhưng mà tí là có mưa đấy. Hả? Tí là có mưa thì là à biết có mưa mà, mưa nhưng mà mình thôi mình cố gắng. Đợi ở đoạn trên nó họ làm xong đã. Thôi chủ nhật nhưng mà anh em cố gắng một tí nhỉ. Đúng rồi. Đúng rồi. Thôi mình làm cố cho sớm. Không biết là cái đoạn ở dưới như thế nào đấy. Anh em bây giờ bắt đầu lên rồi. Lên nhưng mà khả năng chiều. Công ơi, tí nữa anh với em là đi xem lợn bà con nhé. Ừ. Đấy anh em bắt đầu ở dưới kia lên rồi. À thế thì cái xích kia thì không cần phải mang xuống đây đâu. Mình để gọn vào trong thôi. Nhưng mà em lên em cất vào gọn vào trong đi, không đừng để mặt đường là bị xách đi đấy. À còn thanh niên này là bao nhiêu tuổi anh nhỉ? Ông tuổi trẻ đấy. 14 hả? Hả? 14 tuổi. 14 tuổi à? Bây giờ đấy thế cho các cháu này bây giờ không cho đi bê đá đâu. Ừ, 14 tuổi, bé quá. Thanh niên kia bao nhiêu tuổi? Hử? Làm thẻ căn cước rồi á? 16 tuổi. Ôi, mà nhìn bé tí nhỉ? Ôi, chào anh em nhé. Chào Tính đẹp trai. Đẹp trai dễ thương, đúng rồi. Đẹp trai là dễ thương. Đấy anh em dọn hết cái ấy cho vào. Đấy bây giờ đợi máy thay dầu mỡ đã. Thì ở trên này ấy, mọi người ạ. Thì em Dũng là sẽ trực tiếp là quay lại thước phim trên này cho mọi người xem. Còn mình với em Công là sẽ đi xuống dưới. Hôm nay là sẽ đi nhận thu lợn luôn. Vì ngày mai là bà con bắt đầu làm rồi là không ai ở nhà ấy. Để xem là cũng mua được khoảng phải vài chục con đấy nhỉ. Công nhỉ? Mười mấy gì ở nguyên tổ 4 anh đã bảo thấy nó mua được hết rồi.
Ừ. Được có bao nhiêu thì đi bao nhiêu. Ừ. Cẩn thận nhé. Thôi chủ nhật anh em chịu khó tí nhỉ. Nhà nó có là gì đâu. Ừ. Mưa nhà. Hôm qua ở đây mưa to, ở trong lán này có bị ướt không em? Hả? Không ướt đâu. Không ướt đâu gì? Ừ, thế là tốt rồi. Chỉ sợ là bị ướt rồi anh em ngủ nghe nó. Ừ. Ôi kìa kìa, em ơi. Em đứng lên em đẩy cái nước kia ra kìa. Kìa. Để lại rửa tay. Hả? Để lại rửa tay. Để lại rửa tay á? Sao cái thùng kia đâu? Ô cái thùng nước to của mình đâu, lấy ra để dự trữ nước đi. Em vừa bảo Khánh Nho này đi. Đây. Để lại rửa tay á? Ừ. Đấy à, tính là em kê cái thùng xuống dưới chỗ này này. Đấy. Thu xong mở nắp ra khác có đầy nước dùng mà. Nhà tính là mua dê rồi nhỉ? Tí đấy à, anh em mình à, chiều nay bắt đầu mới lên chuyển máy còn bây giờ về thì một số anh em ở đây là có hộ nào đã mua được lợn rồi? Hộ nào? Kình mua được chưa? Hả? Chưa mua được lợn á? À mua được rồi đúng không? Thế em mua chưa? Thanh niên, em mua chưa? Chưa có rồi ạ. Chưa mua được à? Vâng. Đây chỗ mấy nhà này đã ai mua rồi? Gió là xong rồi gì? Ờ dê à? Ờ đấy, bây giờ tí nữa đi cùng anh là về hôm nay là đi để anh nghiệm thu nhá. Xem là như thế nào. Để gửi tiền cho bà con mình hết. Nhà thưởng thôn thì hôm trước mua một con lợn 1,9 triệu thì bị chết mất rồi. Bị chết mất rồi thôi thì bù thêm vào cho 600.000 nhưng mà em lấy một con lợn ở trong đàn của mình ra nhá để bấm tại thẻ tai nhá. Ừ, hôm qua mua được một con về rồi. Ờ. Có 1,2 triệu về. Vì là như này, cái con lợn đấy là để phục vụ cho hợp tác xã của mình. Vâng. Đấy mình nuôi mai sau ví dụ như phát triển đàn lên mình phải trả lại cho hợp tác xã để bán. Có nghĩa là sau khi mà em đẻ một đàn lợn ấy em trả lại một con, được chưa? Để cho hợp tác xã mai sau để bán nó còn phát triển các cái mô hình kinh doanh khác nữa. Như kiểu là bò này hay là làm du lịch này, đúng không? Để mình còn lấy vốn nữa chứ, đúng không? Đấy, nước chảy kìa. Đấy thấy chưa? Đầy nước này. Không biết tiết kiệm nước, đại thùng. Không, hai hôm nay đầy thùng lâu rồi nhỉ. Ừ. Ừ. Thôi, bây giờ thì thế là Dũng ở trên này nhá. Ở trên này xem mấy anh sửa máy xong như nào. Đi, xong là anh với Công đi xem lợn đi. Mình xin hẹn gặp mọi người sau vài tiếng nữa mọi người ạ. Xin chào mọi người trước nhá. Mời ạ, thì bây giờ là ở dưới kia là anh chính là anh đang sửa máy rồi mọi người ạ. Thì bây giờ là anh em là em ở đây ăn sáng hết chưa anh? Anh ăn sáng chưa? Anh em trong lán đây này. Bây giờ mọi người ạ, bây giờ là sẽ đi anh Công hôm nay là đã mang từ đó anh bảo này, anh không lấy tiền do đi đổi được bình nước. Thì hôm nay anh Công đã mang một thùng mì tôm lên ở dưới điểm trường lên rồi mọi người ạ. Thì anh em sáng đây bây giờ vẫn chưa ăn sáng này, bây giờ tiện đi đổ bình nước luôn thì sẽ đi mua thêm trứng nấu mì tôm anh nhá. Anh mua đổ bình nước là 20.000 này, 30.000 là còn lại mua trứng. Có đủ không nhỉ? Mì tôm có rồi nhỉ? Mì tôm có rồi. 30.000 trứng chắc là đủ không? Đủ. Một quả 3.000 rưỡi đấy. Một quả 3.000 rưỡi thì thôi đây em đưa từ này này. Mua tầm mỗi người 2 quả nhá. Mỗi người 2 quả. Mấy người này? 2, 1 này, 3 này, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9. Mua tầm khoảng 25 quả đi. 25 quả. Mà tiện luôn thì anh mua tầm khoảng 40 quả để trưa mình ăn luôn. Trưa ăn này. Mua 40 quả nhá. Mua 1 giây 50 quả. Dạ. 1 giây là 50 quả à? 30 ạ.
Nó có giáp tết thật luôn à? Nó có giáp tết thật luôn à? Đấy, mua tầm 40 quả trứng nhá. 40, 50 cũng được nhá. Thôi 50 đi cho anh em ăn thoải mái. Nhá, 50 quả nhá. Thì mọi người ạ, ở dưới này thì anh Xính thì anh đang bảo dưỡng lại máy, tra thêm dầu, nhớt các thứ vào để tí nữa sẽ lên cái đoạn cua dưới này. Trên này thì sẽ mở khúc cua trước, rồi chiều nay sẽ cẩu cái máy nghiền xuống mọi người ạ. Anh Xính ơi, cái máy này tầm khoảng bao lâu nữa thì xong anh? 30 phút nữa xong à? Nhưng mà di chuyển máy lên trên kia là mở đường trước đấy. Đấy, bây giờ anh đang cho dầu nhớt vào á. Hết luôn. Đổ dầu máy ở 14-15 lít cũng đủ. Bẩn. Cặn nữa. Can này là can 18 lít à? Anh xin về à? Sách cắn lợn. Cái này mới chuẩn. Đều có phéo. À có mà. Có. Anh ơi xem trên này có cái phéo không? Hôm nọ em vào mua vào đây. Có mà. Cái đỏ đỏ ấy, cái phéo đỏ đỏ ấy. Đấy. Đây em đây đây. Hai cái. Đây anh ơi. Không ra ngoài, đỡ tốn nhỉ anh nhỉ. Đủ rồi đúng không anh? Chưa, anh phải đề lên nữa phải không? Chờ khoan nó xuống là 6-7 phút nó mới đổ. Có kinh nghiệm một khác nhờ anh nha. Đúng nó quả nó, nếu mà thừa quá 6 lít là phải xả xuống, không xả thì nó phá phớt máy. Vâng. Mọi người ạ, thì bây giờ là máy đã bảo dưỡng xong rồi. Thì bây giờ bắt đầu sẽ di chuyển lên trên mọi người ạ. Thôi, khởi động thôi anh. Quay ngược xe lại anh ơi. Quay ngược lại. Không phải đấy, lên mình giữ cũng được mà. Chọn để cho dư lúc cho xe đi qua thôi. Ôi. Giờ xe bắt đầu sẽ di chuyển lên trên để mở cái khúc cua trên kia mọi người ạ. Nữa lại dọn đường ở trên luôn mọi người. Thank you.
Đấy, cục đá to này. Sao đấy? Hả? Máy tụt gì à? Vả cái ống. Dạ? Vả ống. Ấy lại cái ống bên này à? Được chưa? À nó bị lỏng cái da thôi đúng không? Tưởng là máy bị làm sao mọi người ạ. Thì ở cái đoạn này thì đi dọc đoạn này lên thì sẽ vát lại hết đường luôn mọi người ạ. Đây, mấy cục ở như ở chỗ này này. Chỗ này này là mấy anh sẽ gạt hết đá xuống và khoan nhỏ đá ra. Rồi sẽ gạt sang bên đường để mấy nữa là sẽ dùng đá này để nghiền bột để dài đường ấy mọi người ạ. Thì làm dọc từ đoạn này lên trên. Rồi sau xong cái đoạn này ấy thì sẽ chắc là trong chiều nay thôi mọi người ạ. Chiều nay là sẽ cẩu máy hàm nhai xuống dưới này để nghiền bột. Chứ không bây giờ, nếu mà bây giờ là mà nghiền đá mà mang cái máy hàm nhai đến đây ấy thì là chỗ này sẽ không sửa lại được đường nữa mọi người ạ. Về cái lượng đá chỗ này ấy nó rất là nhiều và máy cũng phải phải máy đục này cũng phải đi xuống dưới đoạn dưới kia làm nữa mọi người ạ. Lấy đá ở dưới này, cẩn thận nhá.
nhỉ, mình vừa bảo anh Xính là không bỏ cây đi được, nhưng mà do nãy là đá gạt ở bên kia xuống mọi người ạ, thì nó đổ hết cả dàn đá này luôn. Thank you.
ạ, thì bây giờ máy xúc đã đi lên đến cái khúc cua đầu tiên này. Thì sẽ mở lại khúc cua này một tí mọi người ạ. Cái đoạn cua này bây giờ phải đục hết chân xuống mọi người ạ. Thì cái khúc cua này nhìn nó mới rộng được. Đục đây đã. Mọi người ạ, thì bây giờ cũng đã gần 12 giờ trưa rồi. Thì bây giờ máy đã đang lên sửa đến khúc cua này rồi. Thì sau khi sửa khúc cua này xong ấy, thì sẽ chuyển cái máy nghiền đá ở trên kia xuống để đặt xuống cái bãi dưới này mọi người ạ. Bây giờ mình cũng sẽ đi xuống dưới. Thì hôm nay là ở dưới kia là đồ đạc nấu ăn, nấu bếp ấy. Đồ bếp ở dưới điểm trường hết rồi mọi người ạ. Thì hôm nay sẽ ăn mì tôm. Thế xuống dưới xuống nhà cô Mỹ nhờ nấu mì tôm rồi đấy mọi người ạ. Nấu cho mấy anh em không à, chiều thì cũng lên hỗ trợ là chuyển máy nữa luôn. Dọn đường để cho máy đi. Thì sáng nay mình cũng lấy mì tôm lên ở dưới trường lên và mua thêm 50 quả trứng nữa thoải mái cho mấy anh em ăn. Ở dưới lán kia cũng chắc chỉ tầm khoảng mấy người thôi, tầm hơn chục người thôi. Vì ở trên này hôm nay cũng chỉ cần tầm chục người để hỗ trợ chuyển máy. Thôi bây giờ mình sẽ đi xuống dưới cùng các anh nấu. Mọi người ạ, thì sáng nay là cái cây này đáng nhẽ là phải để lại, nhưng mà hôm nay là gạt đá, máy xúc gạt đá chỗ này ấy, chả may là ơi máy xúc gạt đá chỗ này chẳng may là đổ luôn cả cái cây này. Thì bây giờ sẽ chặt ra để mang về làm củi đó mọi người ạ. Tính biết dùng mày đấy không? Oh.
thì mọi người ạ, thì hôm nay là trên này là không có bếp, nên là mình sẽ xuống dưới này mình hỏi cô Mỹ em xem cô cho mượn không, để anh em xuống dưới này để nấu. Chứ bây giờ ở ngoài trời kia bây giờ là mưa rồi cũng không nấu được ngoài trời. Đi, anh em mình xuống. Ôi, không ai nhà rồi. Có ai ở nhà không? Mượn nó ở đây. Vâng, để mình mượn và mình nấu đây. Ơ, nhưng mà bây giờ không có ai ở nhà, anh thử gọi bằng tiếng Mông xem có ai ở nhà không? À đây đây đây. Ơ, à, chào chú nhá. Chú ơi, hôm nay cho cháu mượn cái bếp này cho nấu ăn đây được không? Chú bảo gì anh? Nó cho một cái nồi. Vâng, cho nấu đây được rồi đúng không anh? Ừ. Vâng. Thế chú ăn trưa chưa? Có. Chú ăn chưa? Chưa ăn á? Thế tí chú đi ăn cùng một cháu luôn nhá. Đấy, xong rồi cháu tí cho cháu xin ít thêm ít nước. Rồi, nhá. Lấy nước xong là cháu nấu đây. Đi, thế bây giờ anh tiện thể thì cháu thêm mượn thêm mấy cái bát nhá. Mấy cái bát tô ấy, để cho mọi người cùng ăn. Đấy. Đấy, bây giờ anh mang đồ xuống đây thôi. Mình mang đồ xuống đây. Mình có cái nồi, bây giờ phải kiếm cái nồi to để nấu nước. Họ tí úp cho nhanh nhỉ anh nhỉ? Tí úp trứng cho vào luộc. Đúng vậy. Cho trứng vào. Cho trứng vào luộc thôi. Cho luộc cho nhanh. Đấy, bây giờ sẽ lên trên kia. Lấy đồ, lấy trứng với lại lấy cái nồi xuống đây để nấu mì dưới này mọi người ạ. Đây, quả trứng này lấy cái ấy không mà rửa không mà tí luộc luôn. Luộc chung luôn anh nhá. Chú nhá. Đây, chuẩn bị 50 quả trứng mọi người ạ. Thì nãy mình cũng nhờ anh Tính đi mua thêm một thùng mì nữa để đủ cho mọi người ăn. Đây là con nhà chú này chú. Đây con chú đây à? Đây con ai đấy? Con của em trai. Có quả áo đội bóng đội tuyển Việt Nam luôn. Chất chơi nha. Đun bếp trong nhà khói hết cả nhà rồi này. Giờ đợi thôi. Mấy quả này tí cho sau, quả này là do vận chuyển nó vỡ mọi người ạ. À đây 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 em. Đây chú cho cháu mượn mấy cái bát tô này. Vâng, lấy hết ra. Đây ông chú. Đây đúng không? Đây. Rửa em dai. Rửa anh cái này nhá. Đấy. Bát là sẽ thiếu ấy. Thì lấy mượn thêm bát con. Chú bảo là có đi mang dưới lên đấy. Ờ mọi người à, thì bây giờ là anh em về bắt đầu là bóc mì ra cho bát, tí là úp thôi. Tí nữa là bóc thêm quả trứng, mỗi người 2 quả trứng nữa. Là no không anh? No đúng không? Em múc nước nhỉ? Không, từ. Nước kia sôi chưa anh? Sôi rồi. Sôi rồi à, bây giờ múc trứng ra trước. Mà cái chỏ này đi. Vâng. Bây giờ cho hết trứng ra trước. Ăn mì tôm hào hào ngon này.
Anh gọi hết mọi người xuống đấy. Ăn thế này luôn. Đông ấy mọi người ạ. 2, 4, 6, 18, 19, 20. 20 trong này nữa. Phải hơn 30 người. Phải hơn 30 người đấy. Thế thì không đủ rồi. Ba mươi người. Vẫn phải đi mua thêm một thùng nữa. Vẫn phải mua thêm một thùng nữa. Mua thêm cả trứng đâu rồi? Mua thêm trứng. Ê rồi. Còn lại là tiền thừa là mua hết trứng nhá. Còn nhiều thiếu nước thì đu thêm nước đi. Đây mọi người cứ lấy hết đi không à. Nhớ thì bồ bồ vào. Đồ bồ hết vào. Sao mày xỉa rồi? Để biết cho cái thao à. Mấy anh em mấy. Chứ là bố không xỉa. Bác để vai đổ bếp. Mà chỉ đó mới gì. Đúng rồi, đấy, xính hơi chuẩn luôn. Hay là lấy hết bát ở nhà chú rồi đấy mà vẫn không đủ. Mọi người đang ăn rồi. Thì bây giờ là trên kia mình đi lấy thêm một thùng mì nữa và lấy thêm trứng nữa cho mọi người. Thì hôm nay là mình ở trên kia mình ước lúc ấy là mình đếm thì có hai mấy người thôi, nhưng mà xuống dưới này là bây giờ hơn 30 người rồi. Vượt quá. Nên là bây giờ phải đi chuẩn bị thêm. Đấy, anh với lại hai anh này ăn chung à? Con này ăn chung con này đấy. Thiếu lấy cho đây nhanh nhá. Vua trưởng thôn đang đi phát trứng. Vua chết đi không? Vua chết đi, chúng mình phát đi không?
Mọi người ạ, thì bây giờ là mọi người là đang ăn mì tôm đây rồi. Mọi người cũng thông cảm là hôm nay là chủ nhật nên là không chuẩn bị được đồ nhiều, nên là hôm nay cho bà con ăn mì tôm một hôm. Đấy, bây giờ mình cũng xin kết thúc video tại đây thôi. Mọi người thấy hay, hãy like và đăng ký kênh để nhận được video mới nhất nhá. Bây giờ mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bà con chào nào. Bye bye. Bye bye.